Một lần ly hôn, hai lần ly hôn nhưng phải là một lần. Lần đầu thì một người vợ thì chồng thì đi làm ấy, và thì vợ lại thích đi chùa, cứ theo mấy cô đồng đi chùa, thì chồng làm được ít tiền nào thì cứ mua cái tiền giấy về để góc nhà đấy, bảo hỏi mua để làm gì, bảo nên mai nó mới giàu. Chứ hai bên thì không hòa đồng được. Điểm thì nói chung là mình sống trong cái bạo lực á, cho nên là bây giờ mình hơi bị áp lực á. Những người ai đó là nói ám ảnh mà nói một điều gì mà hơi nặng tí xíu thì hay hơn đi dặn đấy, cho nên là cũng muốn tìm những người bạn nào đừng có bao giờ đỡ gửi lại cái ám ảnh với cuộc hôn nhân của mình. Thì đã ly hôn đây đã 8-9 năm thì mới ra rất bông rồi. Rồi chào anh Kim Linh, rồi anh chào tất cả khán giả đó. Xin mời nhà gái ơi, mời chị ngồi ạ. Rồi bây giờ xin mời anh giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Ninh, xin chào chị Ngọc Lan, chào tất cả khán giả. Tôi là Lê Văn Hải, hôm nay 57 tuổi, đến từ Bình Dương, quê ở Hải Dương. Tôi làm bên phổ thông, lao động phổ thông thôi. Ở Bình Dương anh hả? Dạ. Hiện nay anh ở Bình Dương với ai? Ở mấy con. Rồi anh Hải ở Bình Dương, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Xin cảm ơn chương trình. Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm nay sinh năm 70, đến từ Gia Lai. Rồi chị Tuyền là hiện tại là làm công việc gì nè? Buôn bán tự do tại nhà. Bây giờ anh Hải chia sẻ cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi anh Hải. Bản thân thì cũng năng động, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là rất kia là ủng hộ và quý. Về điểm yếu thì có một tí là cũng hơi nóng, uống rượu thì cũng hơi nóng, nhưng mà được cái là chưa bao giờ đánh vợ. Nói chung là cuộc sống thì cũng đã có một lần ly hôn, hai lần ly hôn nhưng phải là một lần. Lần đầu thì một người vợ thì chồng thì đi làm ấy, và thì vợ lại thích đi chùa, cứ theo mấy cô đồng đi chùa, thì chồng làm được ít tiền nào thì cứ mua cái tiền giấy về để góc nhà đấy, bảo hỏi mua để làm gì, bảo nên mai nó mới giàu. Chứ hai bên thì không hòa đồng được, đấy là một người vợ cả. Còn đến người vợ hai thì vào đây hôm nay tất cả anh em thì cũng sắp xếp cho thì đi làm bên cấp nước của thành phố, thì cũng dành dụm được ít tiền ấy, và thì mua được miếng đất. Nên bà con này kết duyên cho một người bạn ở Bình Dương, cũng ở Bình Dương quê Nam Định. Lấy xong rồi là cậu vào thì coi như là mình cũng mua miếng đất đấy, thì bảo thôi thì cho nhậu xỉn nên là ký vào là cho mất miếng đất. Thế hỏi giờ còn lại thôi thì cũng cho rồi, thôi thì cố gắng làm ít để cất ít vàng, bảo để về sau về già. Thế hỏi vàng đâu, bảo bán hết cho cậu. Nên là cuộc đời cũng chán, nên mà nghĩ là mình là một con cốc nuôi con cò thế mệt quá. Cuộc đời thấy cũng buồn, thôi tự giải phóng bản thân mình đi ra ở trọ. Ở trọ thì giả tiền, nói chung cũng chịu khó làm ăn, thì nói chung là bản thân chạy xe ba gác, lao động phổ thông. Bây giờ cũng có tuổi rồi nên là cũng chết góp thì 3 năm thì cũng lại mua được miếng đất nữa. Bây giờ thì làm được cái nhà. Trời ơi, ngon vậy. Nên là nói chung là cũng không phải vượt bản thân được đâu. Chứ hết chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã giúp đỡ bản thân tôi vừa qua, từ việc nhỏ đến việc lớn. Thì bản thân có vợ đầu là được hai người con. Đó là vợ cả hả? Đấy, con của bà cả. Còn có đến bà nay hai. Là hai vợ chồng chia tay nhau thì cũng mới đây thôi, được 5-6 năm nay. Con của bà hai giờ cặp song sinh. Cháu giờ học cao đẳng thì đang bắt đầu vào thi. Cặp song sinh không... là trai hay gái? Dạ, cặp song sinh cháu gái. Hai gái luôn. Vâng. Cảm ơn Quỳnh Ninh. Ưu điểm lớn nhất của anh này đó là hiện tại anh đang rất là tự tin và hãnh diện. Đúng về rồi. Cái cuộc sống của anh. Trời ơi, chạy xe ba gác mà đúng bây rồi. Giờ mua đất, mua nhà, làm nhà luôn là đâu có đó. Nuôi con nó đâu có phải dễ đâu trời. Đó là thông tin chủ yếu muốn đưa rồi. Qua cho nhà gái bây nè. Bây giờ để qua nhà gái coi sao rồi. Nè. Ồ, đó. Chào chị gái. Vâng, chào. Bây giờ nghe cuộc đời của anh cũng bi đát quá ha, lâm ly quá ha. Rồi chị sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Ưu điểm của mình là thích buôn bán. Thích buôn bán. Thích buôn bán, thích làm. Vậy là tốt rồi. Còn khuyết điểm của chị là gì? Khuyết điểm thì nói chung là mình sống trong cái bạo lực á, cho nên là bây giờ mình hơi bị áp lực á. Những người ai đó là nói ám ảnh mà nói một điều gì mà hơi nặng tí xíu thì hay hơn đi dặn đấy, cho nên là cũng muốn tìm những người bạn nào đừng có bao giờ đỡ gửi lại cái ám ảnh với cuộc hôn nhân của mình. Thì đã ly hôn đây đã 8-9 năm. Chín năm, mấy đứa con chị? 3 đứa, 2 đứa con gái. Ông cả, ông hai, ông ba gì không? Không, 1 thôi. Nhưng mà 2 đứa gái thì đã lấy chồng ở riêng rồi. Còn một thằng con trai năm nay là 21 tuổi vẫn ở dưới mình rồi. Cho nên đến với chương trình này thì mình vẫn muốn là tìm được một phần nữa để làm sao? Bờ vai. Rồi giờ chị muốn tìm một phần đó nó làm sao nè? Thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, bây giờ muốn cái chỗ để mình dựa dẫm mình lúc mà quan tâm chăm sóc với vợ con trong cuộc sống thôi. Không yêu kỳ nhiều nhưng mà phải vun vén cho cái gia đình mình, dù là còn một nửa nhưng
muốn đi đến hết cuộc đời. Nó không có được gợi lại những cái quá khứ đã qua. Bây giờ vô Bình Dương đi hết cuộc đời được không? Đó là mong muốn của mình. À, mong muốn đi Bình Dương luôn hả? Bình Dương giờ phát triển lắm chị, có nhà có cửa rồi. Bây giờ mày mốt biết đâu mở cái tiệm buôn bán ở đó luôn, rồi làm thua thêm cái nhà nữa, ngon lành. Ok không chị? Mong là như vậy. Rồi. Hai cái tâm hồn đã bị tổn thương thì họ sẽ gặp nhau để vá lành những cái tổn thương đó, được không anh trai? Dạ. Rồi nãy giờ anh nghe cô gái đó đưa ra những tiêu chí thì anh có thể đáp ứng được không? Nói chung là quên một nãy cũng nói chung là cũng cái điểm yếu nữa là tai bị nặng. À rồi đây để em nói lại cho. Tổn thương trong quá khứ của cô ấy là bị bạo hành gia đình. Đây không có, đây là chưa bao giờ mà hai người vợ là chưa bị một cái tát nào. À rồi, ok. Bây giờ anh muốn mẫu hình của vợ ba như thế nào? Nói chung cũng đơn giản thôi, bây giờ cũng có tuổi rồi. À. Rồi bây giờ cuộc sống thì kể cả là nghèo, mình đừng hiển thị cái gì hết ấy. Còn bây giờ tiền bạc, cuộc sống thì tiền nhiều cũng đâu có mang đi chết, có mang đi rồi. Tiền nhiều để làm gì? Dạ. Thôi thì cuộc sống bây giờ nó cũng có tuổi rồi thì bớt chạy ba gác thôi. Bây giờ chạy là trước hết là mắt yếu, là người cũng bắt đầu yếu rồi. Thì mình bây giờ cũng muốn là hai người, bên gái điều kiện có thì ta cứ đi phượt sống thôi. Cuộc sống chỉ cần thế thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà phải hiểu nhau này và thương nhau. Không nên những tất cả từ cái kim mà phải to bằng cột đèn được. Cứ bằng cái cột đèn cho bằng cái kim đi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân nè. Giờ hôm nay là có ông anh đi mà ông cùng cũng bị bệnh rồi. Rồi, thôi để ông bệnh nhà uống thuốc đi. Để em lo cho anh ha. Rồi bây giờ bên kia đi với ai? Gái đi với ai chị? Vâng thưa chương trình, do là địa điểm của mình đến là rất là xa cho nên là người thân không tiện đi. Vì từ nơi mình đi đến là tới 16 tiếng mới đến đây. Rồi, chị đi một mình thôi đúng không? Đi một mình đúng rồi. Rồi, có Ngọc Lan lo, chị đừng lo. Rồi. Mở ra. Bây giờ anh gặp chị nha. Anh hơi nghe khó vậy, chị nói to tí. Thôi qua đi. Hỏi anh phải lớn chứ anh mới nghe. Anh đến đây cho tôi chúc em là cứ trẻ đẹp mãi. Vâng, xin cảm ơn anh. Cho em một cái khăn ấm áp. Và sẽ một cái áo lúc nào em nóng quá thì em mặc vào nó sẽ mát lại đi nha. Rồi toàn cho chị luôn, toàn cho chị luôn. Anh đi lựa hay ai đi lựa? Ông vào đấy thì hỏi người ta thôi. Trời quá đẹp luôn. Quá dễ thương. Chăm sóc dễ sợ. Nhìn thấy em đẹp quá này, run thì chưa, hôm qua cũng tập rồi cho cái chị mà bán cái khăn này. Rồi cảm ơn em nha. Em cũng có phần quà đã tặng cho anh. Đây là đặc sản của Gia Lai. Gia Lai là bò một nắng, chứ không phải là cái sản phẩm này. Như sản phẩm là nguyên tắc là người quê của mình là Bình Định. Đây là nem chả chợ huyện, đặc sản của Bình Định của mình. Cảm ơn em. Rồi mời anh chị về chỗ nào. Ngồi về sau nghe. Được, nghe được. Nghe được không anh? Cái gì anh không nghe, anh Linh phi dịch lại cho nha. Em nhìn thấy anh thế nào? Vâng, thì em thì đơn giản lắm, em cũng từ cái nông dân cái khổ đi lên, nhưng mà chủ yếu người đàn ông em muốn là biết quan tâm chăm sóc. Nói chung là bây giờ lớn tuổi rồi, thì bây giờ con cái thì mỗi đứa nó mỗi riêng hết rồi, nó không thở đỡ lo cho mình lúc tuổi già được. Cho nên cái mong muốn của em á là phải biết quan tâm. Đã đến với nhau thì cái quá khứ mình đã bỏ qua hết rồi, mình chỉ biết sống hiện tại và sau này. Mà nếu như mà được mà sự quan tâm chăm sóc chia sẻ thì đó là điều mình muốn của em. Như thứ hai nữa là cái điều em chưa hòn muốn là em yêu cầu anh đừng có uống rượu, không nhậu. Không, uống là uống với cái ơn, cái nghĩa, cái tình thôi, chứ không phải là ngày nào cũng uống thì không. Vấn đề là em nói mấy em bây giờ anh chưa nói em nói trước đây thôi. Trước bây đây. Giờ thì là uống để gọi là giao lưu thôi. Em nói cái sức khỏe của mình bây giờ nó lớn tuổi đâu, nó không có phù hợp những cái thứ đó. Đúng rồi. Điểm thứ hai nữa là em á là có cái điểm là cái sở thích của em á là em thích ca hát khiêu vũ. Nhưng lúc đó là em là thời gian em không có ai đỡ vướng bận thì em chơi, em giao lưu, có nghĩa là xả chết á. Rồi bây giờ nếu mình đã đến với một người nào thì cái thời gian đó nó sẽ không có như vậy, mà không phải là nó tuyệt đối, nhưng mà phải tôn trọng cái sở thích của mình. Chị đi khiêu vũ được không? Chị đi khiêu vũ được không? Cái đó là cái điểm em yêu thích nhất. Chưa biết thì đưa đi dạy thì cũng được. Nhưng cái thời điểm bây giờ là cái đó là một cái thể dục thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy nhiều người họ không có
đồng cảm như thế. Ghen đó, nhiều khi ta ghen. Không đồng cảm với cái môn đó nhưng mà em thấy cái đó rất là tự hào. Bây giờ đâu ôm nhảy thử một cái cho đó, bây giờ chị chỉ cho ảnh nhảy luôn, mấy mối chị đi khiêu vũ, chị khiêu vũ với ảnh. Nhưng hôm nay cũng chưa biết là có được em hay không, nhưng cả đêm qua không ngủ. Cũng lên đây ôm với em một cái. Đó. Rồi bây giờ là khiêu vũ một bài nè. Bây giờ thử nè, chị dìu ảnh thử một giờ một cái điệu nữa coi. Chị thích nhạc gì? Xì lô hay là gì vậy, em chơi cũng được. Xì lô. Xì lô ôm. Nhạc lớn lên. Đó, anh cũng biết nhảy mà. Thấy cái tay anh hay chưa? Sát sát chút xíu nào. Sát sát vô chút anh. Xì lô nó phải mùi. Nhìn thẳng mắt nhau mà nhảy nào. Chúng ta phải nhìn đối phương để chúng ta phiêu theo âm nhạc. Đó, ôm nồng nàn, ôm quyến rũ. Ai đang thất tình, ai đang tìm một nửa yêu thương của mình, ai đang giận hờn, ai đang nhậu nhẹt, bỏ hết đi. Hãy nhảy những cái giai điệu này, nó sẽ làm ta quên đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống, quên đi tất cả những cái tổn thương của cuộc sống. Rồi, được rồi. Hay quá, tuyệt vời. Anh thấy sao nè? À, vui ạ. Vui chưa? Vui. Qua cái cuộc nhảy nãy giờ thì anh thấy chị xinh đẹp không? Đẹp. Dễ thương không? Rồi, ngược lại chị thấy anh sao? Anh nói chung là... bảy 80% rồi. Bây giờ là anh hát cái nữa cho chị chinh phục, chị coi đứng lên hát. Bài tặng chị cái hát một đoạn thôi. Rồi đứng lên. Không thuộc đấy lắm. Đó. Thì hát bài khúc hát sông quê đi. Nhìn chị hát. Bắt đầu. Có lửa đời siêu giạt. Con này ve úp màn vào sông quê. Ôi con sông rau rạt như lòng mẹ, chờ che con qua chớp bè mưa nguồn. Từng hạt vụ xá tháng ba tháng bảy, mà vì heo mây trên má em hồng. Trời ơi, hay quá trời luôn rồi. Thật ra để Linh nói cho chị nghe nha, Linh cảm nhận về anh trai này rất là tốt. Tất cả mọi thứ nó đã qua đi rồi, nó trở thành quá khứ rồi. Bây giờ gần như anh thay đổi hết rồi. Trong anh chỉ còn những cái sự chân tình, mộc mạc, giản đơn. Và làm sao để có người tâm sự, chia sẻ là được rồi. Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tri kỷ, tri âm cả cuộc đời mình. Thấy em nói là ở Gia Lai đi xuống đây nè, em đi ô tô đi ấy. Em đi xe khách vô đây thôi. Đi xe khách nhỉ? Vâng, em đi 14. Tí anh chở em và chở về tới Gia Lai. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Sức trẻ chưa chắc được em như vậy. Em rất là cảm ơn cái tình cảm của anh lần đầu tiên. Dạ, thôi bây giờ em cũng không có gì. Tiếc nhất tiếc là trước tiên thì vẫn cảm ơn bên chương trình đã muốn hẹn hò và MC Quyền Linh, Ngọc Lan đã cho cơ hội đến đây để tìm một nửa yêu thương còn lại. Thì em cũng rất hân hạnh là được gặp anh, được kết nối. Bây giờ mình sẽ cho nhau cơ hội đi. Rồi qua chương trình này mình sẽ tìm hiểu thêm. Nếu đến với nhau thì ok. Rồi. Rồi, mời hai anh chị. Để tay mình nút bấm đi anh. Không cần phải đếm gì hết. Nếu chúng ta đồng ý, bấm luôn. Rồi, bấm. Hai anh chị bấm rất cùng lúc với nhau. Chịu rồi, chúc mừng chị. Rồi, bây giờ nè. Chính thức là anh chị hẹn hò với nhau. Tào lư. Tôi dính son môi. Không gì mà dính son môi của người ta kìa. Dính son tùm lum hết trơn. Chùi son cho người ta đi kìa. Lấy cái tay chùi son coi. Trời ơi, không gì đâu mà nó tè le cái son hết trơn. Anh phải nhẹ nhàng với phụ nữ tí xíu. Ừ. Không, bởi vì em quay chứ không phải là anh cũng... Thiệt là tình luôn. Chúc cho mối tình chúng ta sẽ đi suốt cuộc đời còn lại luôn. Chăm sóc lẫn nhau nha. Không nhẹ nhàng chút thôi ha, đừng làm chị tổn thương. Được chưa? Anh chùi son trên môi kìa. Trời ơi. Cảm ơn bên chương trình, cảm ơn điểm đó mới hay nè.
Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm em là hay quên. Đó, đúng rồi đó. Cái này mới khuyết điểm nè. Rồi gì nữa? Hay quên hay nhầm cái này. Rồi gì nữa? Khuyết điểm của em là yêu thương vợ. Khuyết điểm của yêu thương là yêu thương mọi người. Là mệt lắm luôn á. Ngoan ngoãn. Khuyết điểm ngoan ngoãn. Bây giờ nè, em biết hát không? Em có. Em hát câu cho nó thoải mái nè. Để bình tĩnh được rồi. Để hồi lòi ra khuyết điểm nhiều cái mệt lắm á. Khuyết điểm biết xài tiền rồi. Khuyết điểm là yêu thương gia đình là khi mệt lắm. 2, 3. Hát cho nó thoải mái nào rồi Linh. Em hát bài... Bài gì? Quên. Không cần nhớ tên luôn, hát luôn. Dễ nhất thôi. Nào, 2, 3. Chiều bản làng soi bóng lác, một chiếc thuyền lan vội vã trở về. Sông Lam dài xanh như ngọc, vội vội mắt em buồn tái tê. Xa xa mây phủ lon hồng lĩnh đa mòn. Em chỉ thuộc thế thôi. Thế rồi hả? Cứ điểm người ta hay quên mà. Có khi nào mà làm trong cái khâu kỹ thuật mà đổ gạo ra phở, rằng hỏi đổ phở với gạo vô rồi nó tùm lum tùm la hết không? Không, không, không. Không có đúng không? Cái đấy của công ty em không. Đúng rồi, không có nhầm gì được nha. Nhầm cái nhầm thôi, giờ suy nghĩ cho bình tĩnh đi. Qua hỏi bên nhà gái coi ưu điểm khuyết điểm là cái gì? Để qua bên đây trước rồi tôi vòng lại chứ. Đừng có nói ưu điểm là khuyết điểm là ngoan ngoãn và vâng lời nữa nha. Rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ. Đối với em thì ưu điểm ấy thì chắc là có trách nhiệm với cuộc sống, khá là độc lập, tự tin. Còn khuyết điểm thì có thể là nhiều lúc ấy cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình. Ừ. Đó, ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nghe không? Dạ. Thôi, đường tình duyên mình sao nè Lịch? Em đường tình duyên trải qua một mối tình. Một mối, lâu không? Dạ. Kéo dài một năm rưỡi. Năm rưỡi? Dạ. Rồi sao chia tay Lịch? Rồi hai người tìm hiểu nhau, không hợp nhau rồi. Cái tuổi tác nó không hợp nên chia tay. Tuổi tác không hợp là sao? Em dạ, tuổi gì? Em tuổi thân, còn người kia là tuổi hổ. Thân hổ là không hợp đúng không? Dạ. Rồi lúc yêu đương thì hai người hay cãi vã nhau này kia các thứ. Hay cãi hả? À. Ai có ai nhường ai không? Em có nhường cô ấy không? Em nhiều lúc em cũng nhường mà nhiều lúc người kia thì cứ kiểu như là cứ bao giờ cũng phải hơn. Nên em rồi chia tay. Đó là lý do chia tay ha, không hợp à nhau. Vậy thế thôi lại à hay ghen tu. Vậy thôi, còn nhà gái? Tình trường mình sao cưng? Hoành tráng không? Khá hoành tráng á chị. Em thì trải qua 4 mối tình. Nhiều? 4 à? 4 lần hả? Tại vì nó có cả những cái mối tình mà hồi mình còn trẻ, còn lúc mà còn đại học cho nên là nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà nhưng mà mối tình gần đây nhất thì em chia tay được khoảng nửa năm. Tại vì thực ra thì bạn ấy cũng nói thật là trẻ hơn em, cho nên là có thể là cách suy nghĩ nó không có hợp nhau lắm. Cho nên là chia tay. Chào cô gái. Dạ em chào anh. 4 mối tình. Mối thứ nhất bao lâu? Mối thứ nhất là 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là 6 tháng. Mối thứ tư? 2 năm. Vậy là cũng 6-7 năm yêu nhau. Thì rất nhiều kinh nghiệm ha. Nhưng mà mình có biết lý do sao mình chia tay nhiều mối tình quá không? Em cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cái đường tình duyên của em nó khá là lận đận. Lận đận. Cũng có thể là tại vì em, cái tính của em là di chuyển khá là nhiều. Ví dụ như em đang ở, ví dụ quê là miền Bắc, thì sau đó em lại chuyển vào Nam sinh sống, thì lúc đó là bắt buộc phải chia tay. Rồi ví dụ tiếp theo nữa thì lần thứ ba thì người đó thì cũng là quê Bắc luôn và làm việc ở đây, và sau đó lại chuyển về miền Bắc và có định hướng định cư ngoài đó luôn. Đó, cho nên cũng bắt buộc phải chia tay. Sao hôm nay em có di chuyển đâu nữa không? Chắc là không. Ừ, nếu di chuyển thôi khỏi gặp luôn, mở rào gì luôn. Tại mỗi lần mà di chuyển là mỗi lần chia tay. Nhớ không di chuyển đâu nha. Rồi em muốn một mối tình như thế nào? Một người
chồng lý tưởng như thế nào? Người chồng lý tưởng đối với em thì chắc là đủ chín chắn và trưởng thành, có sự chia sẻ và nghĩa là họ phải cùng một cái hướng đi với em ấy, kiểu như có thể cùng lắng nghe và chia sẻ. Rồi, anh đã chia sẻ được. Nhưng đôi khi anh chia sẻ nhầm. Quên với hay nhầm đó em. Đúng nên rồi. Nên những... mình chú ý mình đừng có buồn nha. Đúng đôi rồi. Khi anh chia sẻ nhầm á, đôi khi anh nói là ưu điểm của anh là không thương em. Mà ngược lại phải không ạ? À, hay là khuyết điểm của anh là quá thương em. Thí dụ vậy ha. À, có thể anh nhầm thôi. Xíu rồi. Ừ, đó. Bây giờ nè em trai. Em muốn người yêu lý tưởng thế nào? Diễn tả xem có giống cô gái bên kia không? Người yêu em quan trọng người ấy hiền lành, ngoan hiền ngoãn, lành, ngoan ngoãn, lễ phép, không có gia trưởng. Gái đâu có gia trưởng đâu em. Có người. Con gái không có gia trưởng em ơi. Dạ. Em ơi. Dạ, nó nhầm nữa rồi. Con gái không có gia trưởng nha. Dạ. Nhưng mà cũng có người cũng có gì. Cũng mới có. Con gái sao gia trưởng? Thôi kệ, có chứ có đi. Ừ, rồi. Chấp nhận à? Chấp nhận đi. Rồi gì nữa? Em không thích con gái đó, giả dối lắm. Mà thật lòng mấy em. Phải thật lòng, đúng rồi. Hết hồn tưởng nói không thích thật lòng. Còn gì nữa không Lịch? Rồi em hết rồi. Ghen tuông thì sao? Được không? Ghen tuông thì ghen tuông nó chừng độ nào thôi. Chứ không phải là ghen quá nữa. Thích con gái tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài, tóc ngắn đều được ạ. Màu gì? Màu đen hoặc là màu hơi vàng vàng xíu được. Rồi, dạ. Được hết. Rồi, bên kia có không gì điều gì không thích đàn ông? Ừ, bên đây em có cái điều gì không thích ở đàn ông không? Ngoại trừ cái chuyện đàn ông hay quên với hay nhầm. Em thì không thích đàn ông hút thuốc. Nhậu quá nhiều thì cũng không thích luôn. Nó bên đó là không có hút thuốc, hồi nãy dạ. Chia sẻ rồi đó. Mà cũng không nên hiền quá. Bên đây hiền hay dữ? Hiền, hiền khô à. Bên đây đến giờ ngồi rung muốn chết luôn không? Hả? Người ta nói là không nên hiền quá kìa. Dạ, không nên hiền quá hả? Không, này không nên hiền quá nhưng mà hiền dễ thương nhưng mà nói năng cũng rất là lưu loát chứ không phải là hiền mà ngồi nói nhí nhí. Đùa thôi chứ nãy giờ chắc là do lên sân khấu nên rung đúng không Cưng? Trời ạ, lần đầu tiên em lên sân khấu. Nay Lịch đi với ai vậy Lịch? Hôm nay em đi cùng mấy ba em. À có ba hả? Nãy giờ ba gì? Ngồi nhắc tuồng không đó. Ba mấy cháu trai. À dạ. Ba nãy giờ lo quá mà. Con chào chú ạ. À. Chào nhà trai. Hèn chi bây giờ phải nhắc. Tôi trước tiên là tôi chào anh Ê Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả ở trên trường quay. Tôi thì là cha của em Lịch đây. Thì cũng tôi thay mặt cho gia đình tôi là cũng rất phấn khởi như là ông Mai và Mối có lời mời hai gia đình tôi lên trường quay này. Là trước tiên là tôi phấn khởi quá mà hôm nay cũng hồi hộp lâu mới được phát biểu. Thế nhưng mà vẫn còn chín chắn. Thôi thì cũng không nói được nhiều ở trên này thì cũng chỉ nói sơ sơ. Thôi thì mặc dù là hai cháu đã lên đây rồi. Là trước tiên là tôi cũng xin chào bên nhà gái, không biết có ở đây không nhưng mà tôi cũng phải xin chào. Là thôi thì trước tiên ấy, là hai cháu là phải thông cảm cho nhau. Thế còn tôi là cha của cháu Lịch đây thì cũng không phải là hiền mà cũng không phải là ghê. Thế nhưng mà nói về gái thì nó rát. Chứ còn những như tôi là tôi cưới mấy năm trước rồi. Thế nhưng mà giao cho cháu, giao cho con cứ đầu tiên thì nó bảo cứ bảo từ từ. Thế đến bây giờ là cũng sấp xỉ 30 tuổi. Thế thì thôi là tôi bảo thôi thì cái sách cuối cùng là thì có gặp anh Quyền Linh và trước thì là có chị Cát Tường á. Thế giờ đây là có chị Ngọc Lan thay đây là tôi cũng có một phần tôi rất phấn khởi. Tôi thì mặc dù là hai cháu mặc dù thành, nếu mà thành là trước tiên phải có anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan dự buổi lễ tân hôn của hai cháu là đầu tiên. Thế còn cũng xin mời tất cả các khán giả đây là cũng như thế là cái ngày vui của cháu là
gia đình, tôi thay mặt cho gia đình cũng có một lời mời hết. Dạ. Và cảm ơn chú. Tôi thì đến cuối cùng là thôi thì trước mắt như thế này là thôi là cứ tôi ở đây tôi nhìn ấy, là về phần cháu gái đây là con người chín chắn và cũng có học, tôi cũng để ý rồi. Thôi thì lịch ấy, thì nó cũng có, nó cũng học cao, cũng có bằng nghề đồng hoàng nói về, nhưng mà trai gái thì kém. Thế còn rượu bia, nếu bia thì được cỡ độ hơn non, còn rượu thì không đụng, thuốc thì từ nhỏ là không hút. Nhà tôi thì lại không có gái, độc hai con trai thì anh này là anh thứ hai, nịch còn